khách này. Kia dàn đang quay. Đó, quý vị và các bạn mua chim cu gáy non liên hệ đến cơ sở vườn chim sinh sản của mình. Mình tên là Thao, số chứng minh nhân dân là 111590658 và số điện thoại là 0163530982. Giới thiệu với các bạn là những chú chim như này là mình đã bón, bắt đầu là đang học biết mổ rồi. Nếu như quý vị các bạn mua con trống như thế này là các bạn nuôi là nên chim khách rất là hay. Đây là giống chim rất là to. Đó. Các bạn thấy là nó rất là thuần đúng không? Đó. Chân. Một sáu ba năm ba không năm chín tám hai. Bạn thấy là rất là ok đúng không? Đó. Mình tập cho nó uống nước như này. Bạn về các bạn huấn luyện như thế này, nó có rúc rúc như con. Thì các bạn vào cái kênh chim cu gáy hay trên Facebook là chim cu gáy hay và trên YouTube là chim cu gáy hay. Thì các bạn sẽ theo dõi được những cái hình ảnh về những chú chim và những cái đơn hàng hàng ngày của mình chuyển đi khắp toàn quốc, bởi vì giống chim của mình được anh em khá là tin dùng. Nó có đang tập ăn, đang nháy cánh.
mà nó đã to như thế này. Đó. Các bác thấy là lượng chim non này mình cũng khá là nhiều. Đó. Trong nhà lúc nào cũng có khoảng một lượng chim rất là đông để đủ phục vụ cho anh em. Đó. Mình thế mạnh thì mình luôn bón, mình bón từ lúc còn non như thế này để cho nó thuần, và về với các bạn này nó sẽ là rất là thuần. Bởi vì mục đích của chúng ta là chơi chim là nó chỉ có chỉ có làm sao cho nó thuần thì chúng ta mới có được những niềm vui. Chú chim của chúng ta là rất là thuần, chúng ta phải thuần như thế này thì nó mới có được những niềm vui từ những chú chim đó. Các bạn thấy đấy, mình cắt đuôi rồi đánh dấu rất là kỹ càng. Đó. Đây là những chú chim mình đang bắt nó học tập mổ, để lên cái khay đá này để cho nó tức nó mổ, đói là phải mổ. Đấy. Số tài khoản của mình thì là mình lập tài khoản ngân hàng nông nghiệp là 2210205156681. Mình tên chủ tài khoản Vũ Văn Thao, và chi nhánh tài khoản ngân hàng nông nghiệp là chi nhánh Ba Vì. Chim cũng gáy non nha các bạn nhé. Mình sẽ cố gắng là đánh dấu đôi cho các bạn. Đấy. Ví dụ như hai em này là đánh dấu, em này đánh dấu mực đen chân bên phải, em này đánh dấu mực đen chân bên phải, em này là đánh dấu mực đen bên chân trái, và em này cũng đánh dấu mực đen chân trái. Rồi em này đó, rồi em này thì nhỉnh hơn một chút. Đó. Mình nên phơi nắng như này để chim nó bông tơi. Các bạn thấy là chim khá là bông tơi đúng không? Khá là bông tơi. Các bạn nên là để chim này để cho nó khá là bông tơi. Không được. Nhìn nó cứ lúc nhúc thế thôi anh em ạ. Đó. Thì một thời gian thì mình chuyển vào đến miền Tây, vào đến Sài Gòn. Và hệ thống của mình cấp phát từ bến xe Mỹ Đình, bến xe Nước Ngầm, bến xe Gia Lâm, bến xe Giáp Bát và hệ thống xe ôm cơ động nữa. Thì các bạn cố gắng là gửi tiền trước cho lái xe và chọn lái xe của các bạn. Thì chúng tôi sẽ phục vụ tất cả các địa điểm ở trên thành phố Hà Nội. Đó. Thì mình sẽ cố gắng là đưa đến những chú chim có gen và có giống là rất là đẹp. Ví dụ như là giống chim mã ngỗng phấn hồng. Rồi chú những giống chim đầu nhỏ mỏ đinh, đầu xanh đuôi xám, hình bắp chuối, rồi những chú chim giọng thổ, rồi giọng còi. Chủ yếu là giọng thổ. Đó. Đó, các bác thấy là đây là những cái hình ảnh thực tế ở vườn chim của mình, và một cái dàn chim bố mẹ hàng vài trăm mét vuông mình nuôi theo mô hình bán hoang dã hạ thổ, rồi cũng treo lồng giả hạ thổ. Đó. Thì các bạn thấy là khá là đông đúc đúng không? Những cái lúc mình phơi nắng như buổi này là
quá là ok luôn. Nếu mà các bạn ở địa phận gần, các bạn định vị là trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương Ba Vì, có nghĩa là tức là cổng trại đà điểu thuộc xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, các bạn có thể định vị xem là các bạn đi đến là bao nhiêu cây mà các bạn đến thăm cơ sở vườn chim của mình để các bạn giao lưu. Riêng mình phát triển con chim cu gáy rất là sâu, nhiều năm kinh nghiệm và cũng phần nào muốn giao lưu rất là rộng với các bác. Khá là ok đúng không? Cái độ theo người của nó, bạn thấy là độ theo người của nó rất là cao. Đấy. Nó đã theo người như thế này từ bé rồi thì các bạn biết là nó sổng ra nó sẽ về. Đấy, chúng ta bầu bạn với chúng. Đấy. Tất cả những cái hoạt động chúng ta đưa tay vào như thế này, nó theo người này là cho các bạn về, các bạn nó sẵn bón thôi. Đấy. Các bạn yên tâm nhé. Hai cái chuồng này là nó một em này là rồi, mình đếm thử là bao nhiêu đôi nhá. Một đôi, hai đôi, ba đôi, bốn đôi, năm đôi. Đó. Bên này, ngoài này là ba đôi. Đó. Đó. Một đôi, hai đôi, ba đôi, sáu con. Đó. Sáu con. Đó. Bên này hai đôi nữa này. Bốn con, hai đôi là năm đôi. Năm đôi này. Sáu đôi. Bảy. Bảy đôi, 8 đôi, 9 đôi, 10 đôi. Vậy vị trí là ở cái hàng nhỏ đang bón này là 10 đôi. Đây. Đây một chú. Một chú đang rỉa lông. Một chú đang rỉa lông là 11 đôi. 12 đôi. 13 đôi, 14 đôi, 15 đôi, 16 đôi. 16 đôi. Một em đây với một con mái bên kia nữa. Con này mình tách ra đây để mình nuôi chim khách. Vậy là đếm sơ bộ. Là có khoảng bao nhiêu? 11 17 đôi. 17 đôi mà dưới trang trại thì những cái loại mà bé như con chân cái là rất nhiều. Cứ mỗi một tuần là mình xuống ổ khoảng tầm 20 đôi. Đấy. Thì các bạn biết là mình cung cấp ra cái lượng chim giống cho các bạn gần như là khắp miền Bắc rất là nhiều, mà cả các bạn toàn quốc nữa đó. Thì các bạn thấy là mình đã đi sâu vào con chim cu gáy thì mình sẽ phục vụ các bác hết mình, đúng chất lượng, đúng tiêu chí và những giống chim đã được tuyển chọn. Đây là những chú chim mà rất là to, rất là thuần đấy. Đấy, các bạn thấy không? Đây là cái giờ này là giờ mình đang tắm nắng cho chúng. Đó. Những chú chim này thế thôi. Những chú chim này là những chú chim vú nuôi hậu bị, được tắm nắng. Đó. Loại này là đang tập ăn. Đó. Và những chú chim này là chú chim tách ra nuôi. Đó. Tách ra nuôi. Khá là ok, khá là thuần đúng không? Đó, cái những cái giống chim mà non cái sau này nuôi lên nó đại đại như những con này hoặc to hơn một chút. Đấy. Và đây là những cặp chim vu nuôi. Đó. Rồi những vườn trại của mình khá là ok. Đó. Mình phải thuê người để nuôi chim. Một cái dàn chim của mình với người nhà thì phục vụ không thể hết được. Đâm ra là cái lượng công việc của mình là luôn luôn kiến thiết chuồng trại và luôn luôn
quan tâm đến những giống chim mà sưu tầm chim. Chính vì vậy là một cái lượng công việc để chăm sóc chim rất là khó, nên là mình cần phải có người. Đó. Thì hôm nay video này mình sẽ thực hiện khá là dài. Đây là cặp vú nuôi này, kia ba cặp vú nuôi kìa. Đây là những chú chim đa đa thuần chủng của mình, con mồi khá là ok, rất là thuần đúng không? Đó. Rồi đi ra đằng sau đây là những chú chim, những chú chim sinh sản. Rồi. Và mình đầu tư cả cái công nghệ máy ấp. Máy ấp này thì nó có nhiệm vụ là bảo quản trứng và duy trì phôi không bị chết. Đó. Đấy, các bạn thấy máy ấp. Đó, máy ấp. Máy ấp. Một cái máy ấp này thì mình bằng một cái thùng xốp. Đó, mình để vào trong nhà. Và dưới này là một cái dàn chim. Đó, bố mẹ. Các bạn quan tâm thì vào cái kênh YouTube, kênh Chim Cú Gáy Hay của mình, hoặc là tài khoản Facebook cá nhân cũng là theo cái cụm từ tìm kiếm là Chim Cú Gáy Hay. Đó, chim của mình thả ra tự nhiên. Đó. Nó sẽ theo. Đó. Các bạn thấy đấy. Mình nuôi như này là được. Cho nó mát. Bạn nhìn thấy con chim này là nó sống rất là tự nhiên. Đó, nó đi đấy, nó cứ quay quần thế thôi. Đó. Đó, đây là chú dàn chim bố mẹ của mình. Đó. Đây là dàn chim bố mẹ của mình đi bắt chợt đến nó hơi hoảng. Đó. Chỗ này là 10 đôi bố mẹ. Ở đây là dàn chim vú nuôi của mình. Dàn chim vú nuôi này thì về cơ bản thì nó là chim Nhật. Đó. Chim Nhật đã ghép đôi. Đây là những đôi đã ghép đôi. Và con những con trống là con đầu đỏ. Đó. Những con trống là con đầu đỏ. Đó. Mỗi một chùm này là mình nhốt được 16 đôi. Mỗi một khối này là 16 đôi. Đấy, mỗi một khối này là 16 đôi. Đấy. 16 đôi. Ở đây những cái khối này là đang chuẩn bị là rõ trống rõ mái là cũng bắt đầu vào đẻ. Đấy. Các bạn nuôi chim thấy chim rất là sạch sẽ đúng không? Đây là phân rất là khô, vón. Đó. Đó. Phân rất là khô vón. Đấy, thì các bạn chim nhìn phân là biết là khỏe mạnh hay là ốm yếu. Đó. Thì với cái nền này thì rất là sạch. Đấy, cái khay phân này là sau một thời gian là mình mới phải vệ sinh. Đấy, và đây là những cái hệ thống. Nắng hạ đất đấy, tắm nắng đấy. Chim rất là khỏe, thò đầu ra ăn không bao giờ vạch thức ăn và ăn có giờ có giấc. Các bạn nên nhớ là như vậy. Đây là những cặp chim Pháp. Đó. Đây là những cặp chim Thái đấy. Rồi hai dãy bên này là những cái ô đấy. Bên này là những cái ô. Mời các bạn đến tham quan. Đó, và bờ lô lột ở trên. Đó. Độ dài thì hàng trăm mét. Đó, và những cái chuồng này thì mình có thể nuôi những con khách hoặc những con để chờ để ghép. Các bạn thấy đây, một vài con gà. Cô những cái thức ăn cũ cô hất ra cho gà nó ăn bỏ đi. Đấy. Thì vậy, dài tuốt xuống kia. Đó. Ví dụ như đây là những đôi
chim non. Đấy. Đang mẹ đang nuôi. Mẹ đang nuôi. Như vậy là tầm này thì bắt đầu mình có thể bắt được lên để mình bón rồi. Các bạn nhá, tầm này này. Cái này là tầm này mình bón được rồi. Các bạn nhìn rõ chưa? Đó. Khá là bóng trơn, khá là đẹp, diều lò cạnh luôn, mẹ nó bón đấy. Đấy, mẹ nó bón đấy. Điện thoại của mình thì liên tục, các bạn thông cảm. Số điện thoại của mình là 0163 530582. Đấy, cơ chế là thò đầu ra ăn đấy. Ăn uống. Cặp này thì vừa nhặt trứng cho đi ấp, máy ấp. Chim giống chim rất là trường chim, bắp chuối to, đẹp. Đó. Độ thuần rất là cao. Đó. Đấy là các bác nên lưu ý là những chim bố mẹ của mình là như này. Đó. Điện thoại, liên tục điện thoại. Đây là bác công nhân. Rất là nhiều đúng không các bác? Mọi người thì mình cũng không phải là khoe khoang, nhưng mọi người thường gọi mình là Thao chim cu gáy. Có người gọi một tên khích lệ, nói hơi khích một tí anh em thông cảm. Thao vua chim cu gáy. Đó. Thì cái những cái cặp vú nuôi và những cặp bố mẹ sinh sản dọc suốt hai bên này lên rất nhiều đấy, mà hệ thống lưới B40 mình được căng và mình ở đây là một khu biệt lập giữa đồi, nhà mình ở một mình một đồi, không có sợ lây gian bệnh dịch gì mấy ai cả. Đó, các bạn thấy khá ok đúng không? Một vài chú gà, một vài chú chó, một vài chú ngan ngỗng. Đấy, chim tắm nắng. Đây là chòi gác chim, nều gác chim làm bằng sắt, đầu tư cả chục triệu đồng. Đó. Kia là chuồng chó. Đó. Gà tre, gà chọi. Đây là chú chim đang ấp, có số má đàng hoàng. Rất là nhiều anh em. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Chim Cu Gáy Hay của Thao. Và số điện thoại của tổng đài hotline về chim cu gáy là 0163 530 982. Chúc các bác cao tuổi và các bác trung niên cùng các anh em đang nuôi chim cu gáy và đam mê chú gáy có được một chú chim ưng ý. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn video sau. Các bạn đăng ký kênh để liên tục hàng ngày mình luôn luôn ra những cái video mới nhất về chủ đề con chim cu gáy. Thân ái chào tạm biệt.